để cải tiến máy bay để bay xa hơn, giữ cân bằng hơn. Ta bắt đầu từ máy bay đã được gấp như thế này nhé. Sau đây là 4 cách ta dễ dàng cải tiến. 1. Điều chỉnh mũi máy bay. Một cải biến đơn giản của thiết kế này là gấp máy bay mũi bằng thay vì mũi nhọn. Để gấp theo thiết kế này, bạn chỉ cần trở lại khoảng 1,3cm ở hai bên nếp gấp giữa tờ giấy khi gấp các góc và sau đó sẽ được giữ cố định với màu tam giác nhỏ. Các góc sẽ được gấp chéo để trở lại phần đầu. Máy bay mũi bằng có tốc độ bay kém hơn một chút nhưng khoảng cách bay xa hơn nhiều nhờ cấu trúc khí động học. 2. Giữ cho máy bay bay thẳng. Khi máy bay giấy trao quá nhiều về một bên thì nguyên nhân thường là do cánh bị lệch. Bạn cần kiểm tra lại các đường gấp cánh và đảm bảo hai cánh máy bay phải phẳng, cân xứng và có chiều cao bằng nhau. Bạn chỉ nên điều chỉnh ít thôi, vì cánh máy bay gấp đi gấp lại nhiều có thể làm mềm giấy và giảm sức nâng. Máy bay bay vòng một chút cũng là bình thường. Vì thế bạn chỉ nên điều chỉnh cánh nếu máy bay bay xoáy và ngoài tầm kiểm soát. 3. Ngăn tình trạng máy bay chúc mũi xuống. Nếu máy bay có xu hướng bổ nhào xuống đất, có lẽ vấn đề nằm ở phần đuôi cánh. Bạn hãy vuốt cong phần đuôi cánh máy bay một chút để hứng không khí khi máy bay chuyển động về phía trước. Đường cong nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt lớn, vì vậy bạn đừng làm quá tay kẻo cánh máy bay bị biến dạng. Máy bay giấy hoạt động theo nguyên tắc vật lý tương tự như máy bay thật. Đường cong nhẹ trên cánh là điều cần thiết để biến sức cản không khí thành sức nâng. Thử gấp máy bay theo kiểu mũi bằng nếu chiếc máy bay của bạn bay chúc mũi xuống. Mũi nhọn sẽ dễ bị hỏng khi đâm xuống đất. 4. Duy trì sức nâng đều đặn. Một vấn đề thường gặp khác là máy bay bay vòng lên cao, sau đó lộn nhào xuống. Giải pháp cho việc này là điều chỉnh ngược lại với trường hợp máy bay chúc mũi xuống. Bạn chỉ cần vuốt cong phần đuôi cánh xuống một chút cho đến khi máy bay bay thẳng. Thử phóng vài lần để chắc chắn là vấn đề đã được sửa chữa trước khi phóng xa hơn. Lưu ý, nếu bạn cố phóng quá mạnh, mũi máy bay có thể hướng lên trời và khiến máy bay không bay được. Bạn hãy phóng máy bay bằng cử động thẳng và mượt của cánh tay và cổ tay để đường bay được ổn định.